Xin chào tất cả mọi người Chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream Mọi người ơi chúng ta hãy cùng cập nhật những cái thông tin dự báo thời tiết mới nhất Như vậy là bão số 4 thì đã tan rồi uh, Đây là một cơn bão mà có cường độ rất là lớn Rất là mạnh Và chỉ khi mà vào Biển Đông thì chỉ khoảng một ngày thôi là nó đã có ảnh hưởng đến đất liền của nước ta rồi Và ngay khi mà nó đổ bộ vào bờ thì uh, Vào đất liền thì cường độ của nó cũng rất là mạnh là cấp 11, 12 À, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là những cái thiệt hại về cơn bão này thì chúng ta cũng đã khắc phục à, à, tương à, khá là tốt và chúng ta thấy là lần này á thì à, à, có cái sự vào cuộc rất là khẩn trương này đồng bộ của cả một cái hệ thống chính trị thế nên là chúng ta à, cũng đã khắc phục được nhiều à, giảm thiểu được nhiều thiệt hại đến từ cơn bão này à, tuy nhiên là bão thì đã đi qua rồi nhưng mà những cái gọi là tàn dư của nó thì vẫn sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực miền Trung, cụ thể đó là lũ sẽ lên ở trên các sông, lên ở trên nhiều sông và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất cũng có thể diễn ra nữa đặc biệt là ở khu vực vùng núi, những cái nơi mà địa hình đồi dốc rất là dễ bị sạt trượt thì chúng ta hãy hết sức là lưu ý. Cụ thể ở những khu vực nào thì ngày hôm nay À, chúng ta sẽ cùng trao đổi và chia sẻ trong buổi livestream này nhé. À, xin chào khán giả Hoàng Thị Lan ạ. À. Sơn La ảnh hưởng cơn bão đến hôm nào? À, khán giả Hoàng Thị Lan thân mến ạ, à, Sơn La thì là một trong những nơi miền Bắc của nước ta. thì ở miền Bắc thì không phải là cái nơi mà cơn bão trực tiếp đổ bộ vào ấy. thế nhưng mà cũng cũng sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định từ cơn bão này và cụ thể chính là cái thời điểm này ạ. À thời điểm này thì uh, những nơi mà cơn bão đi qua đó là ở cái tâm bão đi qua trực tiếp ở cái vùng Đà Nẵng và Quảng Nam thì ở đây lại đang uh, mưa gió đã giảm rất là nhiều rồi nhưng bây giờ cái vùng mưa lớn lại có xuống là dịch chuyển đến phía Bắc uh, và nhất là trong đêm nay và ngày mai thì mưa sẽ diễn ra khá là nhiều ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh uhm, uh, rồi là ở khu vực đồng bằng ven biển bắc bộ cũng như là Hòa Bình với Sơn La thì ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa rào và rông và nhiệt độ đây là 21 đến 26 độ như vậy là về nhiệt độ thì rất là mát mẻ và dễ chịu Nhưng mà trời cũng sẽ xuất hiện mưa rông ạ Thế nên là quý vị khán giả khu vực này lưu ý nhé Hà Dương, thời tiết ở Thái Nguyên ngày mai như thế nào anh Tùng? Xin chào bạn Hà Dương nhé Ở Thái Nguyên ngày mai thì chắc chắn là sẽ có mưa rồi Có lúc có mưa rào và rông bạn nhé Ở Thái Nguyên thì sẽ có nhiệt độ là 24 cho đến 28 độ Như vậy thì nhiệt độ ở trong khoảng vừa phải ạ Hòa Bình sẽ nằm trong cái vùng mưa lớn đó ạ Khán giả Phùng Khai Phong thân mến Hòa Bình cũng là một trong những nơi mà sẽ có mưa nhiều trong đêm nay và ngày mai. À, khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ cũng như là Hòa Bình thì sẽ có những điểm mưa lớn. Miền Bắc à, thì không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão này nhưng mà chúng ta cũng có những cái ảnh hưởng nhất định đó chính là một đợt mưa lớn và ngay cả miền trung bây giờ thì một số nơi mà tâm bão đổ bộ vào thì mưa gió đã giảm hẳn rồi nhưng mà ở một số nơi khác của miền trung thì hiện nay mưa vẫn đang còn tiếp diễn và thậm chí là lượng mưa rất là lớn mọi người ơi trong vòng có một 2 ngày qua mà lượng mưa rất là lớn thế nên là lũ ở trên các sông cũng được đưa ra cảnh báo là sẽ lên cụ thể là các sông ở thanh hóa đến quảng trị và hạ lưu của sông đắk la trong đêm nay và hai ngày tới thì đỉnh lũ trên sông ngàn phố này qua hà tĩnh này các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị này và hạ lưu của sông Đắk Pla sẽ lên ở mức báo động 1 đến báo động 2. Và các sông khác thì đỉnh lũ cũng sẽ quanh ở mức báo động 1. Như vậy là nước ở rất là nhiều hệ thống sông thì cũng sẽ đều dâng lên cả. Và cái điều này thì cũng khá là nguy hiểm. Thế nên là những quý vị khán giả mà ở các cái khu vực mà có các cái ngầm tràn thì chúng ta hết sức là lưu ý là khi thấy nước ngập thì chúng ta không cố gắng đi qua mọi người nhé. Sẽ rất là nguy hiểm ạ. Hà Nội ngày mai có mưa không bạn? Đây là câu hỏi khán giả Vũ Tình Khán giả Vũ Tình thân mến Ngày mai Hà Nội thì được dự báo là cũng sẽ có mưa đó ạ Ngay trong đêm nay là đã có mưa rồi Và mưa cũng diễn ra trong cả ngày mai Để xem xem là nhiệt độ của Hà Nội ngày mai như thế nào nhé Hà Nội, Hà Nội Đây rồi Hà Nội ngày mai có lúc có mưa rào và rông Và nhiệt độ từ 24 cho đến 28 độ ạ Xin chào tất cả mọi người ờ, Như vậy là chúng ta đã um, Vừa trải qua một cơn bão số 4 Với cường độ rất là mạnh Thậm chí là còn được đánh giá là cơn bão Mạnh nhất trong vòng 20 năm qua Mà đi vào miền Trung Đó và cái cơn bão này thì có cường độ mạnh Tương đương với um, Cơn bão số 9 của năm 2009 Tương đương mạnh với cơn bão số 9 uh, Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là uh, Công tác phòng chống bão của cả một hệ thống chính trị của chúng ta cũng đã làm rất là tốt ạ, thế nên là những cái thiệt hại tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được giảm thiểu. Tất nhiên là không thể tránh khỏi được thiệt hại, mọi người ơi. Nói chung là bà con miền Trung cũng vẫn phải gánh chịu rất là nhiều những cái thiệt hại liên quan đến tài sản này, về người cũng có. À, và à, tuy nhiên là à, cái mức độ thì nó cũng đã được giảm thiểu. Đó, thì cả một hệ thống chính trị của chúng ta đã cố gắng hết sức mình và Uh, từ ngày mai thì một số nơi uh, mà tâm bão trực tiếp đổ bộ vào thì um, sẽ thời tiết nó cũng sẽ tốt dần lên uh, trời tạnh giáo hơn này thậm chí là có những khoảng nắng thì đây là điều kiện um, để có thể um, giúp cho bà con chúng ta sẽ dọn dẹp và ổn định lại cuộc sống của mình ổn định lại uh, nhà cửa thì mọi người lưu ý là khi mà chúng ta dọn dẹp như vậy thì chúng ta hãy để ý một chút tới các cái hệ thống điện nhá ở trong nhà của chúng ta bởi vì là có thể là mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua thì cái hệ thống điện nó cũng có thể là bị do gì hoặc là bị chập điện á thì chúng ta hãy hết sức là cẩn thận khi mà dọn dẹp thì có lẽ là chúng ta cũng nên tạm thời tắt nó đi tắt hệ thống điện đi và sau đó chúng ta dọn dẹp xong xuôi hết rồi khô ráo rồi thì chúng ta mới có thể khởi động lại xin chào khán giả hoa anh đào xin chào vân anh chào thanh thương chào hoa anh đào chào ban đinh chào thanh xuân đỗ Hà Tĩnh thời tiết như thế nào ạ? À? Đây là câu hỏi của khán giả Vân Anh. Ở Hà Tĩnh thì uh, ngày mai vẫn sẽ có mưa ở đây ạ, à. có mưa rào và rông, tất nhiên là mưa thì nó cũng sẽ giảm bớt hơn, giảm đi dần đi. Và ở Hà Tĩnh ngày mai thì sẽ có nhiệt độ là 25 cho đến 31 độ bạn à nhé. Xin chào khán giả Vương Long ạ. À. Theo dự báo thì khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cảnh báo từ giờ cho đến hết đêm mai lượng mưa là 100 đến 200 mm và có nơi trên 250 mm. Khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình thì cũng có mưa phổ biến là 70-150 và có nơi là trên 180 mm. Hiện tượng ngập úng ở những vùng trũng thấp, vùng núi thì cần phải đề phòng với nguy cơ về lũ quét và trượt lở đất với diễn biến như vậy thì cảnh báo là lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và hiện tượng ngập lụt ở những vùng trũng thấp ven sông các khu đô thị thuộc khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế quảng nam và con tum thế còn ở cái khu vực là đà nẵng và quảng nam á thì thì thì, thì, thì hiện nay á, mưa nó cũng đã giảm đáng kể rồi Ngày mai thời tiết sẽ đỡ hơn, nó sẽ đỡ hơn thì để cho mọi người có thể khắc phục được hậu quả sau bão. Nhưng mà như chúng tôi đã lưu ý với quý vị và các bạn là mặc dù là bão thì đã đi qua rồi, bão đã tan rồi và thời tiết nó cũng sẽ tốt dần lên. Nhưng uh, chúng ta cũng không thể chủ quan được bởi vì là đã nhiều ngày qua một cái lượng mưa rất rất lớn như vậy đổ xuống thì cái kết cấu đất đá nó đang bị ảnh hưởng rất là nặng, uh, bở rời và nó rất là dễ xảy ra hiện tượng sạt trượt thế nên là chúng ta cần phải cảnh giác với những cái hiện tượng thời tiết đi kèm hiện tượng thời tiết tết, nguy hiểm là cái hệ lụy sau bão nó có thể diễn ra như là lũ này lũ dâng này như là hiện tượng sạt lở đất đá thì cũng đây cũng là những cái hiện tượng thời tiết rất là nguy hiểm mọi người chú ý nhé một số những cái dấu hiệu để chúng ta có thể biết được các cái hiện tượng sạt lở có thể xảy ra như là khi các bạn nhìn thấy các vết nứt này hay vết lún ở trên sàn nhà này hoặc là chúng ta thấy các vết nứt ở trên tường nhà, rồi chúng ta nghe thấy những cái âm thanh lạ trong không gian, cây cối đổ nghiêng bất thường, nước đang trong chuyển thành đục bất thường thì đấy có thể là những cái dấu hiệu cho thấy là hiện tượng sạt lở là có thể xảy ra mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành với Thanh Tùng trong cái bản livestream ngày hôm nay và hy vọng là uh, ngày mai thì uh, À, tất cả những à, bà con cũng như là những quý vị khán giả của bản tin dự báo thời tiết ở khu vực miền Trung à, Chúng ta sẽ à, có cái thời tiết thuận lợi hơn Để mọi người có thể à, nhanh chóng khắc phục lại những cái à, hậu quả từ cái cơn bão số 4 này Để chúng ta sớm à, ổn định và trở lại với cuộc sống bình thường à, Những bạn khán giả ở những khu vực khác với thời tiết cũng không được thuận lợi Có thể là mưa gió cũng diễn ra nhiều đặc biệt là ở khu vực à, Bắc miền Trung Và đồng bằng ven biển Bắc Bộ cũng như là Hòa Bình thì chúng ta cũng nắm được tình hình thời tiết như vậy để chúng ta chủ động hơn đối với các cái uh, kế hoạch trong ngày. Những khán giả ở uh, tây nguyên và nam bộ thì cũng cần phải lưu ý, đặc biệt là khu vực tây nguyên thì uh, như là con tum thì chúng ta vẫn cần phải cảnh giác với những hiện tượng thời tiết nguy hiểm uh, như là lũ và sạt lở đất uh, có thể diễn ra. Khán giả ở nam bộ thì chúng ta cũng cần phải để ý đến những cơn mưa rông về chiều tối có thể xuất hiện và dễ đi kèm theo sấm sét, nó rất mạnh nguy hiểm cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng với thanh tùng ngày hôm nay để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất à, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái bản tin tiếp theo nhé xin chào